Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại làng chài Hàm Ninh, xã Hàm Ninh, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Xe đẩy của chị Duyên nhận quyền nguyên chất Coffee & Tea. Như các bạn đã thấy thì siêu phẩm há ra tiền đã được giao đến tận tay và lắp đặt training cho khách một cách chuyên nghiệp, sẵn sàng để tiếp đón khách hàng. Với thiết kế thông minh, ngoại hình bắt mắt, rất phù hợp và linh động để bán take away. Cảm ơn anh chị đã tin dùng và sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúc chị khai trương hồng phát, mua may bán đắt. Các anh chị nào muốn sở hữu ngay siêu phẩm này thì hãy liên hệ đến hotline 0944 33 4343 hoặc website www.cafenguyenchat.vn để rước ngay em nó về nhà nhé. Hẹn gặp lại các anh chị ở clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.